đó. Tao không chịu đứng đây thôi. Ai làm cho em to lên? Anh thì làm cho em gắt được nhiều ấy, nhưng mà hơi to nhỉ? Thì tao không tha thứ thằng này nữa, chỉ cái thằng này. Mình chết cái ngôi nhà hôm nọ nhỉ. Cái nhà ở ngay gần nhà ấy. Làm được bao nhiêu? Mất bao nhiêu công sức làm được bằng đấy thôi lại bằng đấy.
tốt, mình chọc còn cho mình ăn cơm cùng. Trốn trên rừng này nghe xem suốt chả thấy ở đây, hoặc là trốn ở cái nhà hoa kia được lắm rồi. Việc này á, tao lôi được con gái tôi về á, cả cái ông chủ đất á, cả cái thằng đấy tao không về tha thứ gì nữa. Điều này tao đập chết thằng chân mạnh với cái thằng này nhìn từ đầu tiên rồi, ngày đầu tiên tao đã không thích rồi. Mẹ đi à, một cái đường đi vào cả rừng tìm. Mình tưởng là chắc họ nhốt tránh mình vào cả rừng ở. Chắc là không phải ông chủ đất thì hai thằng này lại đi đâu. Mình đã không thấy rồi, cả nồi cả gì không thấy ở lều rồi, ở nhà đấy rồi. Từ cái hôm mình quấy phá ra mà, không phải là quấy phá mà mình biết là con gái mình sợ là lấy cái thằng này ấy. Giờ sau này khổ cho con gái mình mới làm đến mức độ này thôi. Mà cái hôm mình đầu tiên, cái hôm mình về mình bảo á, nó còn dám buộc mình vào, mình đã thử lòng nó buộc, dám buộc cả mình vào rồi. Mình đã biết cái bản mặt thằng này là đã tốt, đã không tốt rồi, đã xấu xa lắm rồi. Mày lấy con gái tao đi đâu rồi? Hùng ơi, mày lấy con gái tao về cho tao đi. Mày lấy con tao đi đâu đi? Mày lấy con tao đi đâu tao cũng đi tìm thôi mày ơi. Mày lấy con đi tao đi làm từ Hà Nội, từ chỗ nào tao vẫn đi tìm được thôi. Tao tìm từ mày, tao xé mày trăm mảnh luôn. Hôm nọ tao còn tha thứ cho mày, tao còn chưa dám đánh mày nhiều. Tao chỉ có chửi mày thôi, tao còn chưa dám đánh mày đâu. Mà mày rủ con gái tao đi đâu đi rồi? Hùng ơi, mày cho con gái tao về đi. Tao phải xuống kia bò xem. Bỏ cái chàng hôn hàng kia bò xem. Thấy con tao ở kia, mày liệu hồn với tao. Điều này tao có tha thứ mày rồi. Điều này tao có tha thứ mày, tao đi vào nhà hôn hàng để xem. Mệt hết cả chân tay tao rồi. Để anh đi trên nữa nhé. Không anh, sao em lấy của anh ba cái gì giờ đi chơi. Ba cái bé đấy. Thank you.
lấy cái cây ngắn lại ra. Anh lấy cây này. Cây kia, cây này. Tao vào xem, chắc là chúng mày ở cái nhà hoang này, mày liệu hốt với tao. Bây giờ thì, tao bảo mày chữa, mày dù con gái tao, mày dám dù con gái tao đi đâu? Tao không có một đứa con nên mày dám dù như này thế nào? Tao bảo chữa. Mày có con đi nha, tao cũng phải, cả con tao cũng không cho mày lấy. Cẩn thận nhé. Ý dây vào đầu ấy. Em phải làm như này cũng bắt đầu. Vách nó là xong rồi, nhưng mẹ cứ đến nhà làm lại từ đầu. Vất cho anh nghe. Mày chỗ nào thì ở đây. Mày lấy con tao đi đâu đi rồi Hùng ơi? Tao không tha mày đâu Hùng à. Được thì tao được cầm được mày thì mày tao xé trăm mảnh luôn mày ơi Hùng ơi. Ngày mai chưa thấy bố em đi làm gì? Nhớ, nhớ bố. Em phải nhớ mà là về xử cho mẹ một trận. Xử mẹ em á? Chắc là về tìm hồi thấy em, chắc là bố cho em đi tìm em á. Nếu mà bố đi làm gì á. Tính mẹ em chắc chả ai xử được đâu. Nhưng phải trước bố. Mẹ nó phát mẹ ra là vậy về đánh nhà bố mà. Quay một phát đạp cho bố. Thế là bố một con bố trả nhà nó bố đi làm luôn. Anh như này. Nắng không? Có. Là xong cái nốt cái này xong là đi lấy cọ về sao? Có đói chưa? Em chưa đói. Phải ăn chuối rồi bây giờ cơ. Góc bể chỗ nào tao đi tìm. Mẹ đợt này tao thêm thế á. Cái con kép ở
em không cho lấy con gái em đâu anh à. Mẹ thằng này nó không tốt đẹp gì, cái bản chất của nó em đã không thích. Từ ngày đầu tiên vào nhà em đã biết rồi, rủ dê con gái em đi. Ngày xưa con gái em ngoan ngoãn, ở nhà giặt giũ quần áo hộ em, làm việc nhà hết rồi. Yêu cái thằng đấy là không hộ em cái gì luôn, suốt ngày đi chơi bời luôn anh à. Em không cho yêu đương đâu, em phải ngăn cản bằng được. Thế nào em phải lấy con gái em về nhà, em phải đi tìm lấy con gái em về nhà đấy. Thế là mấy nữa anh lấy đi làm cái nhà xong đi tìm cái gì mua cho em cái mũ. Không, trời nắng này đi sợ bị ốm lắm. Mà sức khỏe em như thế thôi, nhưng mà mẹ em khỏe thật. Hai mình giữ không được, bà ấy vẫn vùng vẫy được thì. Thảo nào họ mới bảo là bà đúng, cái bà của mẹ của em ấy ác như lời đồn luôn. May giờ mình ra đây thì mình cũng hơi vất một tí, nhưng mà mình được cái là không gặp mẹ em cũng tốt. Anh không bỏ em đâu. Hai chúng mình phải cố gắng ở cùng nhau và phải tạo dựng cái công việc của mình cho nó phát triển lên đấy. Cái căn nhà của mình cũng phải làm cho nó kiên cố đó. Mấy nữa ông chủ đất lại xuống đấy. Cái túi nhắc mới nhớ nhỉ, cái túi gạo của mẹ em đập vào đầu anh ấy. Biết thế anh không lấy đi ra cho nữa, để mình để ăn. Bây giờ mình chưa có gạo nữa. May có ông chủ hôm qua mua mấy gói mì tôm với hai mấy quả trứng cho. Anh ở trên cao hay nóng không anh? Có chứ em. Theo quả từ xa cho. Là gì mà tới? Ở nhà yêu thương nó vẫn khác tới. Cái buộc bên này nữa là tí nữa buộc bên kia là xong rồi mà. Sao là mình đi lấy cọ luôn đâu. Vâng. Anh cố lên nha, cho xong rồi. Để em về nhà. Em phải đi tìm lấy con gái em về nhà đấy. Cái bản mặt tao đã biết rồi. Cả
cái thằng ông chủ đất nữa cũng lao hết. Rủ rỗ con gái tao á, cả cái thằng kia phải trốn đi chỗ này trốn chỗ kia, tôi biết rồi. Mày hôm cái lối tay tao ra tao đã biết rồi. Bà nói con nghe, lần sau á tao gọi á công an về bắt khóa bà vào. Mẹ cái thằng ông chủ đất cũng láo. Chúng mày cứ đi đâu đi, đi tao cũng tìm hết. Bốn phương trời góc bể chỗ nào tao đi hết. Chúng mày đi thành phố Hà Nội Hà nào tao cũng phải đi tìm chúng mày. Mẹ chúng mày, tao bực lắm rồi. Tao phải nói gì nhiều đâu. Chúng mày cứ đi đi, trốn tao đi. Tao thấy chúng mày liệu hồn. Liệu hồn với tao. Mẹ cái bịch nước mình để đây cũng không hết cả. Nước cũng hết rồi. Cả ông chủ đất nữa, rủ rủ dê dê nhau đi. Rủ dê dê nhau đi đâu đi. Cứ rủ đi rồi. Bực lắm à. Bực lắm, cứ đi đi, chúng mày cứ đi đi. Chúng mày cứ lấy đi đâu đi. Tao cái quần áo này, tao đi thay, tao đi tìm chúng mày. Chúng mày cứ đi đâu đi, đi đâu tao không tìm hết. Đi đi. Tao không chờ chúng mày nữa, tao thấy chúng mày thấy thằng này tao được này, tao không tha thằng này nữa. Chắc là mình phải chặt nhiều cây nữa em ạ. Ở dưới họ chặt hết cây bé của ông, họ chặt hết rồi. Là toàn những cây cao. Bác anh chờ lên chặt để em ở dưới em chặt một cái cây này. Ừ. Chặt đi nhỉ. Cây bé họ chặt hết đi rồi, thế là ông không đi chăm nữa. Em ở bên này nhá, anh đi xuống đây nhá, chặt nốt mấy cây nữa.
em lấy đi. Đây đây đây. Tầm này chắc đủ rồi. Dạ. Thế nào mình cũng có nhiều gõ nhỉ. Nhưng mà may quá của ông chủ đất nhiều gõ cây cũng cho mình. Nhưng mà ở trên cao đó, anh trèo lên này cũng sợ anh rơi. Không sao đâu. Thấp thì họ lại trộm hết rồi. Cái ở gần nhà của ông thì lại thấp hơn, ở trên này nó cao. Cố gắng đi nhé. Dạ. Chắc chắc cả cao này. Không sao đâu. Cho nó xong đi nhỉ? Qua xả của ông kia làm sao nhỉ? Không nghỉ thì đã xong tí đi lấy cho thôi em. Làm cả ngày hôm nay mệt lắm không? Mệt không? Có nóng nóng đi theo anh là phải như thế. Đó, mẹ em cứ kéo em về thì em không chịu về. Không về đâu, em mới ra nhé. Em chết rồi. Em sao? Vì em anh có thể làm tất cả những gì. Mẹ mà không kia thì nhớ bọn mình phải làm xong đấy chứ nhà kia. Mẹ em anh ghét lắm rồi. Suốt ngày đánh đập anh mà mình phải chuyển cái nhà mới. Mình làm lại cái đầu nắng vất vả làm nhà ấy. Nhưng mà không, anh không sao đâu em ạ. Bây giờ mình cũng làm cố gắng làm cái nhà này cho nó thật đẹp vào để mấy lần nếu mà ví dụ bà ấy đến mình kiểu gì bà ấy bảo ôi bữa này lại làm nhà đẹp hơn ở kia rồi xem còn bảo là chuồng trâu chuồng bò. Nhưng mà cái nhà kia thấy đẹp và vẫn bảo thường trâu thường bò nhưng vẫn ở đây, vẫn ăn ở đây, vẫn ngủ ở đây. Đấy, ăn ngủ xong rồi anh cho anh ngủ dưới đất nữa. May anh em còn trốn chỗ nữa nhỉ. Thương em. Được chưa? À, đi giấy đi tiếp đi. Đó. Thôi mà mình cho lên này. Lợp luôn. Không là không kịp. Cái này chắc đủ hết rồi em ạ. Xong là bây giờ nghỉ một tí, xong một tí lên lợp nốt không thì sợ tối. Em đói chưa? Không.
đó. Không, tí anh tí lên lợp xong anh nấu mì cho. Mì của ông cho anh. Cho cái mì với cả trứng tốt mình thế. Đấy tại mẹ đấy, cái mì như thế đây. Cứ làm khổ cho con cái. Cứ ngày đập phá thì không ai ở được đâu. May may bà không chấp nhận anh vào đấy, nếu mà chấp nhận anh ở gì đấy có mà chết. Chưa hề đánh anh đi còn bị bệnh chết rồi đấy. Bà đây chuyên đánh đập người như thế nào em không làm gì nữa. Cũng tóc em đi ra ngoài đánh em một trận luôn. Lợp nốt rồi nhà em nhỉ? Vâng. Anh không bây giờ là, không để tối. Em lên hộ anh rồi nhé. Cái này em không lên được đâu, chỉ sợ lắm, cao lắm. Không không thấp như cái hôm nọ mình làm là cái này cao hơn nọ mà. Nhưng mà anh lên cẩn thận nhá. Ừ, biết rồi. Anh lên đi để em về nhá. Chắc là kịp thôi nhỉ em, bây giờ cũng chưa muộn đấy. Kịp lần thôi. Không làm khó được anh đâu, chỉ muốn em mới làm khó anh được đâu. Anh mới bảo anh nếu mà anh trai anh ấy nhất là kiểu gì chẳng chửi nhau với mẹ em luôn. Anh trai của anh thương anh rồi. Anh trai của anh dễ tính không? Dễ tính hơn mẹ em. Anh trai của anh ác lắm. Ác hơn mẹ em ấy. Em cũng sợ lắm. Làm khó. Chẳng qua anh ấy đi làm bây giờ cũng đã về đâu. Đi cũng là mấy năm không về rồi. Em sợ về lại không thích em ấy. Mà anh ấy biết mẹ em mà bảo là nếu mà như thế anh nghĩ là bảo là đi làm đấy, biết anh yêu em thì kiểu gì anh trai của anh cũng chơi được đâu. Em làm nào cũng có xa đâu em đã biết. Nếu mà anh kiểu là nên anh đánh anh kiểu gì chẳng chửi nhau với em xong là không cho mình đi làm. Mà chắc là ông chủ đất, nếu mà mẹ lên tìm cho ông chủ đất cũng không nói mình ở đây đâu anh nhỉ? Đúng rồi, ông tốt mình như thế thì làm gì mà ông nói với bà ấy nhỉ? Nhưng hôm nọ mình chạy về đây, hôm nọ mình chạy về đây chắc không chả gặp ai nên chắc nếu mà mẹ tìm thấy mình sợ lại đi tìm khắp nơi ấy, thì mà lại đi lang thang tìm mình khắp nơi không? Mà sợ bà mẹ của em không cho mình yêu nhau còn dẫn mình xuống gần đây. Chắc cách hai cái làng này bà nếu mà tìm cũng khó phết đấy. Với cả đường này đi, ngay cả mình còn không nhớ đường nữa chứ là bà nhỉ. Bây giờ mà, em đã ở đây em ở với anh em không bao giờ về nhà nữa. Mà em thấy mấy hôm nay không gặp mẹ em còn thấy nhớ mẹ không? Em không, em thấy yên bình hơn ấy. Em cho mẹ với anh em cần anh hơn. Không cần mẹ nữa, mẹ em ác quá. Làm gì cũng cấm cả, có phải em phải con nữa đâu. Lớn rồi mà. Thì trước mẹ em mai mối mà, trước mẹ em họ cũng mai mối như kiểu mình ba gặp cái trường hợp như này ấy. Mà trước mẹ cũng mai mối như kiểu gặp được bố tốt ấy, cũng tốt như anh ấy. Cũng tốt, cũng hiền như anh. Nhẫn nhịn được như anh ấy. Sao là mẹ lúc đầu có chấp nhận bố không? Bố em không? Lúc đầu không chấp nhận đâu anh ạ. Cái này kia như em cơ. Về sau bố mẹ nói mới nghe. Bố kiểu mẹ em ông ngoại ấy chửi cho mà nghe không nghe theo. Bây giờ thời đại nào thì còn cấm cản con cái để nghe theo mình nhá. Cho anh thêm cỏ thôi em. Thôi em, bây giờ mình cứ cố gắng ở cùng nhau như này thôi. Đấy. em sợ anh thấy mẹ em thì anh bỏ đi thôi. Nếu mà anh bỏ thì anh bỏ từ cái lúc mà anh vừa về nhà ra mắt lần đầu thì bị đánh rồi. Được không? Không, đấy mẹ quá đáng thật đấy. Cho hẳn nồi điện cơm vào đầu của anh ấy. Nhưng mà không sao đâu em ạ. Anh chấp nhận được không? Rồi, đấy là anh thương em thì anh chấp nhận thôi. Đấy là anh chấp nhận được đấy. Còn người khác mà họ chạy lâu. Em sẽ có
chỗ mình còn chắc là mình sống tốt đây nên là cũng gặp người tốt giúp đỡ mình nhiều rồi. Đúng rồi em. Không giống như mẹ em không á, mẹ em không thể nhìn cả ai, mẹ em họ cũng chỉ biết mẹ mình. Nếu mà hàng xóm nhờ đi làm gì á, ôi rồi không đi đâu, lười như hủ luôn em. Chắc để toàn đi ăn trực thôi chứ. Toàn đi ăn trực họ thôi. Cái lúc họ gọi đi ăn thì đi, còn lúc họ gọi hộ làm thì không làm. Cái tính mẹ em ơi, cái gì bẩn lắm. Thêm cỏ cho anh với, đi đập cỏ. Nhá. Mình sắp có nhà mới để ở được vào đây. Nhà này bây giờ mình phải làm đẹp với cái nhà nọ ra nhỉ. Nhà nọ kia em tiếc lắm, mẹ không muốn về luôn, em chẳng muốn đi ấy. À mấy nữa mình lấy cái xả của ông chủ đất đây. Đó. Là mình lấy đi bán để mua ít đồ dùng em ạ. Không thì mình chặt đi cũng tiếc ấy. Của ông chồng mà bây giờ ông không thu hoạch được thì ông cũng bảo mình lấy cho lấy đi bán này. Thế mai anh hộ em nhổ lấy không để em đi bán đấy. Ừ. Bây giờ cứ làm cái nhà xong mai mình lấy để cái hôm nọ mình lấy đây. Anh cứ cọ rồi. Anh lấy cho anh cọ. Chắc con đói lắm rồi. Thấy hôm nay người em cứ nóng nóng không trở tay, trở nóng nóng thì ai nói đến đi. Em á, ai nóng á? Chắc là mẹ em không? Hay con người cứ kiểu có mang đồ trồn gì vậy? Xong là sáng mai chắc là em đi chợ đấy. Em đi chợ á? Vâng.
được. Xong nếu mà em đi chợ thì anh làm cái vách, làm cái vách ngăn đi. Vâng. Anh lại bảo đi chợ không mua ít bình ấy. Để cho anh bán. Ờ, thế là đi chợ xong bán mua ít đồ. Mua ít bình để cho anh bán được chưa? Anh ơi, em lấy cái nước suối này có nấu cho mì không? Cái nước suối này á? Vâng. Nước suối này sạch mà em, nước nguồn mà, không sao đâu. Ừ. Lấy pha mì tôm rồi đó. Anh sắp xong chưa? Anh xong bây giờ, anh xuống bây giờ mà. Xong chưa? Xong rồi. Nhưng mà nơi chưa xuôi em vừa mát lên. Cái này chắc không rồi này. Không thế được rồi nhỉ? Vâng. Thế tầm ăn xong tầm mai em hộ anh làm vách. Làm vách á? Vâng. Không thì mình cứ làm chỗ giường trước này mà không có chỗ nằm. Vâng. Không ngủ xuống đất nữa cũng ẩm ướt. Yến các thứ nữa nhỉ? Ừ. Yến mấy hôm nay còn bớt nhiều quá. Vâng. Này đỏ hết tay chân rồi. Của anh thấy đây này, xong đây cọ á. Trước hết chân tay. Sao lọ cái đũa em không mang về đâu rồi? Cái đũa em để trên đấy anh ạ. Lọ mẹ hết cái xong còn có 3 chân này. Chắc mình bà ấy dạ, bà ấy tưởng là mình để cái chân chị Hương ở đấy. Chắc là tưởng mình là... Ấy, là vẫn ở đấy. Chắc tưởng mình vẫn ở đấy nhỉ. Mong là bà ấy không đi tìm mình. Mấy là chị Hương không lên lấy. Không thấy mình đấy chắc biết thì cũng biết là mình mẹ đánh đập thế mà. Em có nhớ Quỳnh Anh, em bé Quỳnh Anh không? Để khi nào mình làm xong nhà rảnh rảnh mình lên chơi nhỉ? Nó ngoan mà. Hôm nọ chia cả bánh mì cho em ăn. Ừ, anh phải nhớ nó. Anh có xong chưa? Chưa xong để em nấu hộ. Xong bây giờ rồi. Hôm nọ ông cho mấy gói em? 4 gói. 4 gói. Vâng. Không thì cứ làm 2 gói cho mẹ xong mai mình có việc làm thì mình gạo cũng sao được. Vẫn còn gạo của ông mà nhỉ? Có, vẫn còn gạo.
Anh đói lắm rồi đấy. Thì làm cả ngày hôm nay đấy. Cái trứng chắc là để lại để mấy nữa mình nấu nấu cơm ăn thôi nhỉ. Anh tốt ở đây cho mình gạo cho mình mì cho chuối cho cả đồ nữa. Vừa cho mẹ em tại mẹ cứ thế em mới vào trộn mấy gạo đây rồi bây giờ còn ăn hết cả gạo thế rồi còn quay ra còn đánh ăn được thế nữa. Giờ chắc ghét anh lắm. Nhưng mà ghét cũng chả làm gì được mình bây giờ mình cũng có ở yên mẹ nữa đâu. Không phải là anh muốn lấy vẫn phải lấy lòng của mẹ em thôi. Tại vì anh là đấy anh yêu em ấy. Cấm cả một mình cả. Nghe em nọ lên chứ. Nhưng mà anh, tao vội làm việc. Chắc anh lạp đôi nữa. Quay ra hộ làm việc cứ chửi cứ chửi. Không buộc làm may gì. Ý của bà đấy là lên đến đón em về là không cho ở cùng anh đấy. Không về đâu, em đã quyết ở với anh em đấy. Bà là đi cùng anh rồi. Tôi cứ bãi cấm cả nên anh chả cấm nữa này vì em chỉ yêu anh thôi. Anh chả cần ai, anh chỉ cần anh. Em đừng có bỏ anh đi nhé. Dạ, em bỏ anh đâu. Yêu anh còn không hứa thì sợ anh chán nản tính là em thế. Sợ em lại như thế là phải bỏ anh đi. Em không bỏ em đâu. Dạ, anh nhớ nha. Em biết rồi. Thôi em chỉ là em lấy xuống nè. Ừ, em lấy xuống đi xong rồi anh làm xong cái đôi đũa này. Dạ. Ừ, anh. Bây giờ chưa có giường em bảo lá cọng mà mình ngồi tạm nhé. Ừ. Thương anh thật đấy. Không sao vậy ạ. Chỉ nắng nhưng mà bây giờ vất vả làm nhà xong lại không được ở nữa. Không sao đâu. Anh chấp nhận được rồi. Người khác họ chạy lâu rồi. Nếu mà như người khác người ta chắc là đi rồi nhưng mà như thằng lần trước em thế em yêu một thằng á. Dạ, anh nhưng mà mẹ em không cho nhưng mà mẹ em cũng đánh đập lần đầu tiên về nhà mẹ em cũng đánh kiểu anh luôn. Chắc là nó bỏ em luôn à? Nó bỏ đi rồi. Thế thì mới tìm anh mới tìm bác đến nhỉ? May mà cũng may bà ấy đuổi em đi thì đã. Đuổi bà, đuổi thằng kia thì anh mới yêu được em. Lúc đầu em cũng nghĩ bảo là chắc là nếu mà anh chắc là nếu mà lại khác cái thằng ban đầu em yêu đương nhưng mà trời ơi, anh còn thậm tệ hơn ấy. Thật, anh quá đáng rồi. Anh bị đánh thậm tệ hơn à? Dạ, anh đánh thậm tệ ấy nhiều hơn, em sốt lắm nhưng mà em chả biết làm nào được. 9 rồi nhỉ? 9 rồi. Ô, còn mỗi một cái bát thôi nhỉ? Không bà ấy đập một cái rồi đâu. Mẹ đập mẹ vứt cả đũa cả gì của mình ấy. Bây giờ còn mỗi một cái bát này thôi nhỉ? Vâng, anh là bát em. Thế mà mỗi hai cái bát mà mẹ em cũng đánh. Mình ngồi tạm đi nữa thôi. Sáng mai mình làm cái giường nhá. Vâng. Để anh ấy. Đói lắm chưa? Em có em đói lắm. Lấy cọ, lúc lấy cọ là em đã thấy đói lắm rồi. Nhưng mà em cũng đang kêu. Thì một cái bát thì ăn cái gì? Hay ăn chung đi nhỉ? Yeah. Để anh bón cho em. Anh muốn ăn, ai làm thôi với em to thế? Anh định làm cho em gắt được nhiều ấy nhưng mà hơi to nhỉ? Em ăn đi này. Anh cũng ăn đi. Đói chứ nhỉ? Gì em ăn ngon đấy. Nóng rồi, chạy ra mồ hôi. Nay anh làm việc hàng ngày anh mệt lắm rồi. Thôi ăn... mai, sáng mai phải làm cái giường này. Không là không có chỗ nằm ấy. Thế thì sáng mai em đi hộ anh chặt cây. Rồi em lấy xả không đi. Đi bán. Em lấy xả của ông đi bán ấy. Vâng. Không, mai em lấy xả đi, không là anh tự đi chặt cây cũng được. Em đi hộ anh hay không một mình anh làm nhiều không, quá anh mệt. Anh tự làm được em. Yêu em thì anh phải chấp nhận hết luôn. Sao? Mồ hôi của anh. Vâng. Ráng lên nhé. Ráng lên thật đấy.
ăn hộ anh. Mỗi một cái bát nữa. Nhắm bán nha. Để anh chữa anh. Nhắm hộ hứa. Nên là nếu mà không đập cái bát của ông Nguyên thì cũng hai cái bát ăn chung ăn đấy rồi. Thì lúc nào em có tiền lại em mua. Không thì mai em đi bán sản này nè. Em lấy cho anh một ít đinh nữa là nếu mà đấy thì còn thừa một chút nào thì lấy một cái bát nữa nhé. Vâng. Này còn chỗ gạo của ông ấy thì nấu về ăn xong là còn trứng ấy. Vâng. Anh có ăn đấy. Nè, đọc đây hết rồi này. Rồi hôm nay nhìn em người dân nọ này đi cùng anh như thế đấy. Anh cũng thế mà. Đây này anh em tay gầy hết rồi. Ăn đi không? Ăn là ngủ. Anh cả ngày anh mệt rồi. Anh mệt lắm rồi. Em ăn đi. Bây giờ mình ở đường này cũng được em ạ. Anh tiếc cái nhà trước kia lắm nhưng mà rõ ràng mình làm như thế thì bà vẫn cứ đập phá với cả đánh anh chịu không hiểu luôn. Em mà mình làm những cái nhà như này bà lại bảo là một túi liều chanh hai trái tim vàng. Bà chuồn cho dòng bò đấy. Anh buồn với mẹ em rồi đấy. Ngay cả cái nhà đấy mà chung cháu dùng bò mà bà đấy vẫn ăn ở ngủ nghỉ ở đấy suốt ngày cứ đi tìm mình.